trình cho em bài mà em. Ăn nguyên Ừ, kiểu anh tao. Dâu mà chê đúng không? Bây giờ nó tặng tao mà. Dâu lần trước là chua, lần này là ngọt. Anh ăn cam trò đẹp ra, không? Ủa? Đin đâu gì có quà không vậy? Có. Anh coi không có cho anh đâu anh ạ. Ừ, có anh... thằng Đạt thôi. Đã lấy một hộp rồi lại còn moi ở đây. Xin một miếng nữa. Quà gì vậy? Nói nghe coi. Thử coi có ngon không? Không ngon có đâu. Có mua cho tao cái đậm không? Tặng cho anh một chai nước hoa mà mùi con gái. Không phải anh ạ, mùi này mùi cực có... thơm luôn. Mùi có... mày cho ông xem đi. Mùi cơm gì? Mùi bắp bề riêng của con gái. Em mua bắp ngọt vãi nồi luôn, em thấy ngọt vãi nồi. Ngọt vãi nồi mà nhìn nữa cái. Không nhưng mà thơm lắm anh ạ, thơm em ngọt. Em con ngứa gái. Em ngửi em còn thấy phê. Kim Hoàng hỏi xin quà ké kìa. Thôi kệ đi, kệ bà đi. Ừ, mất dạy với thằng Khôi này đi. Dạy với chị nó kêu. Có. Đang nói chuyện cứ cú cú ê, nói nghe nè, con Nhi Lầy mỗi lần nó đi PK nó là top 1 không á. Cú bà nội tụi bay hả? Thấy không Tuấn? Tập clip mà. Đây cái hộp hộp đây, pháp ơi. Có bạn. Này anh ba ơi. Búp bà đi nữ. Có biết thôi kệ đi, nó cho gì. Nó cho gì lấy đó. Mày sao mày ngộ cái lắm. Tánh mày mày đéo có mà người ta có mày cái mày nói này nói nọ mày ngộ quá. Chừng nào mày có thì hãy nói chuyện. Từng nào gặp nhau đi rồi nói có không có. Cái nước mà con vả vỡ, muốn vả vỡ mặt khỏi ăn luôn đó. Ăn ít thôi. Có quá gầy không? Quá gầy thôi nha. Chứ không hề nói là vấn đề là to hay nhỏ nha. Đấy đã ăn dâu tây rồi còn lấy cả cam. Thì ăn một quả tao bóc cho mẹ ăn. Man. Không mày. Nó vô dữ vậy. Hello mọi người. Trời ơi giờ á cái khí trời 15 độ C Đà Lạt ngồi uống rượu táo mèo với lại ăn salad trộn với lại lẩu ngon. Ngon vãi lòi. À cái khí trời Sài Gòn á bật điều hòa 15 độ á ăn cam không mất tiền ngon. Ăn dâu tây đây này. Đúng rồi, dòng thứ qua Indo không có đồ ăn á, ăn giờ nhìn con nào con nấy như con ma mà đói đó. Ừ. Là không ăn được thôi. Còn em ăn được. Thì mày vẫn mập mà. Cảm ơn anh Thư. Mày vẫn mập mà tao tội cho anh Đạt thôi chứ mày vẫn mập mà tao đâu nói gì. Em ba ơi. Em chỉ biết là lúc mà bắt đầu em đi là em 1.4 triệu mà bây giờ em 2.3 triệu thì em có mập gấp đôi đi nữa em vẫn giảm cân mà không phải bằng ngữ 300 mà ăn mồm ăn mà che miệng vậy đâu anh. User 300 là bình thường, idol lên 3 triệu cũng đéo ai nói gì hết. Ủa sao không? Ủa? Mày giờ không có user nào 300? Này, thằng Tuấn Anh. Thằng Tuấn Anh. Thằng Tuấn Anh nó là idol, mày điên à? Không, user cũ. Còn anh cũng thế làm gì? Thế đấy là tao chưa chơi. Nó user cũ nhưng mà nó giờ nó là idol. Thế mọi người bỏ follow đi mọi người, yêu thương không cần nhiều follow đâu. Mất dạy đó, cái ngữ mày bắt đầu mất dạy rồi. Không anh ba ơi, khi nào em cũng mất dạy hết á, chứ không phải là anh đâu. Anh ăn ít thôi. Hello B. Hello anh Đạt nha, hello anh Khôi. Hello B. Mọi người follow của bạn mọi người. Hello Hải nha. Dạ. À, 305 rồi mọi người cho follow lên 303 đi. Có nghĩa là 303.000 đi. Mày điên người ta follow hết rồi đâu nữa. Chưa. Mặt anh già không có đẹp người ta follow phải vì đẹp nữa mà. Đây mà phúc hậu có ngứa mà cái tầng lớp mà phúc hậu follow anh ba thì đã đủ rồi, còn lớp giới trẻ không ai follow anh ba đâu. Ok. Chó. Cái nết chó đẻ dữ lắm. Hello Trang. Lần nào cũng lộn mà. Ok, tao xấu. Mai mốt đừng có kiếm tao. Đừng gặp tao nữa. Tao lên Sài Gòn né, tao đi đéo đường bao, đừng bao giờ đi nhậu với tao. Dạ vâng ạ. Ok, vĩnh biệt mày. Vĩnh biệt mày. Vâng. Tưởng thọ anh ba. Quà tao là gì, đem về gì cho tao.
Của mày không xài được. Ê, rồi. Tôi ở TikTok idol, admin TikTok em dỡ dơ tay nhầm. Em xin lỗi mọi người, chúc mọi người một buổi tối vẻ. Em yêu mọi người ạ. Anh biết anh ấy mua cho anh cái gì không? Anh ấy mua cái gì điên à? Chả có cái gì. Thank you so much. Thank you. Má không mua cho tao gì luôn. Không phò. Mọi người sang bấm tay cho chị Nhi đi mọi người. Bài đã thắng chưa? Ui, thank you so much. Thôi anh ăn đi, em lại đi PK đây. Đã okay. 99 cộng rồi. Bye.